Suốt vài ngày qua, chuyện tình cảm giữa Đạt Tri, Du Huyên và Cindy Lư vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Sau bài tố qua tố lại rồi xin lỗi liên miên, Đạt Tri xác nhận chia tay với Du Huyên và cho biết mình đang hẹn hò với Cindy Lư, thậm chí sẵn sàng hóa thân thành ông bố bỉm sữa, chăm lo cho hai con của bạn gái mới. Giữa lùm xùm tình ái này, Hoài Lâm, chồng cũ của Cindy Lư cũng vô tình trở thành tâm điểm chú ý. Có không ít người tò mò về cuộc sống hiện tại của anh sau ly hôn. Chẳng biết Hoài Lâm đang cảm thấy thế nào, sống ra sao mà lại khẳng định cuộc sống của anh ok trong đoạn tin nhắn với Cindy Lư. Còn nhớ cách đây không lâu, Sơn Tùng đã chính thức hủy theo dõi bạn gái tin đồn 8 năm Thiều Bảo Trâm để gia nhập hội chay làng chỉ theo dõi mỗi Hải Tú trên Instagram. Không chỉ vậy, giọng ca Thái Bình còn đọc nguyên một bài văn được đồn đoán là nhắn gửi cho Thiều Bảo Trâm, trong đó có hai từ thương em là điểm nhấn. Thế là ai nấy cũng phân tích bài phát biểu của sếp thành văn mẫu phiên bản 2021. Cho đến mới đây, netizen còn phát hiện ra Hoài Lâm cũng xài văn mẫu này để gửi đến Cindy Lư. Theo đó, khi vợ cũ hỏi, cả một thời gian khi mình kết hôn, em có bao giờ sai với anh không? Hoài Lâm đã nhẹ nhàng nói, không, đừng nghĩ bậy, thương em, cố lên nha, anh không tốt, anh xin lỗi. Hai từ thương em lúc này phát huy tác dụng và khiến ai nấy đều cảm động trước những lời an ủi Hoài Lâm dành cho Cindy Lư. Được biết, đoạn tin nhắn này nằm trong bài đăng nói về việc hẹn hò với Đạt Tri được cô nàng đăng tải vào ngày 8 tháng 5. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, rất có thể đây chỉ là sự trùng hợp vì nhiều chàng trai cũng hay nói thương em khi tạm biệt một mối tình đẹp, chứ không chỉ riêng Hoài Lâm và Sơn Tùng. Vậy nên, ai đó nói giọng ca hoa nở không màu đạo văn là không hay đâu đấy nhé. Được biết, vào giữa năm 2020, Hoài Lâm xác nhận tan vỡ với Bảo Ngọc sau hơn 10 năm chung sống và có với nhau hai nhóc tì. Hậu ly hôn, Bảo Ngọc chăm sóc hai con và thoải mái chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Trong khi đó, Hoài Lâm đã lui về ở ẩn. Sau ly hôn vài tháng, nam ca sĩ vẫn tiếp tục tung ra những ca khúc mới như Buồn làm chi em ơi, Hoa nở không màu và nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi bởi giai điệu bắt tai, ca từ ý nghĩa. Cho đến cuối tháng 10 năm 2020, người hâm mộ không khỏi xôn xao khi Hoài Lâm hé lộ về việc thay đổi nghệ danh và bắt đầu hoạt động âm nhạc với tư cách thành viên của nhóm nhạc. Không chỉ vậy, trên trang page Deep Joy, nhóm nhạc hoạt động mới của Hoài Lâm, bài đăng công bố vị trí của Hoài Lâm đảm nhiệm là ca sĩ kiêm rapper kèm nghệ danh Young Lily. Tuy nhiên, dường như đây chỉ là một trò đùa không hơn không kém của nam ca sĩ. Bên cạnh việc hoạt động nghệ thuật, Hoài Lâm cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh mới trên trang cá nhân. Có thể thấy, dạo gần đây, gương mặt và thần sắc của anh trông tươi tắn, tròn trịa hơn hẳn. Đặc biệt, khác so với biểu cảm u sầu sau ly hôn, rạng rỡ và vui vẻ thấy rõ. Ngoài ra, dựa vào bình luận, Hoài Lâm trao đổi với bạn bè, có thể thấy rằng anh đang tranh thủ khoảng thời gian này để đi du lịch và tận hưởng cuộc sống rất bình yên. Về phía Cindy Lư, trước đó gần một tuần sau khi Đạt Tri lên tiếng, xác nhận đang yêu Cindy thì về phía cô cũng có tâm thư xác nhận theo chiều ngược lại. Cô phủ nhận chuyện mình là Tuesday phá hoại tình cảm của Đạt Tri và Du Huyên, đồng thời không ngớt khen ngợi bạn trai cũ. Hậu tâm thư dài dằng dặc, ít giờ chỉ sau đó Cindy Lư còn có một động thái khác trên cả Instagram và Facebook. Cô nàng đã chia sẻ story mang nội dung cảm ơn mọi người vì đã luôn ở cạnh mình, ngay cả lúc cô gặp lùm xùm khó khăn tưởng chừng sắp rơi xuống vực thẳm. Trải qua nhiều việc mới biết ai vẫn còn bên mình, dù chỉ là một câu hỏi thăm cũng kéo mình dậy vào lúc mình như rơi xuống vực. Cảm ơn mọi người thiệt nhiều, cảm ơn vì mọi người vẫn luôn bên cạnh, vợ cũ Hoài Lâm viết. Trước đó, trong tâm thư một lần kể hết, Cindy đã tiết lộ nhiều chi tiết có liên quan đến cuộc ly hôn giữa mình và chồng cũ. Cô cũng không quên dành cho bạn trai mới nhiều lời thổ lộ ngọt ngào khi cho rằng người khác Đạt xấu như thế nào, nhưng khi đối với hai đứa nhỏ và mình, Đạt cực kỳ tốt và Đạt của bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều rồi.